Những sự thật có thể bạn chưa biết về chú mèo máy Doraemon. Câu chuyện về chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon gắn liền với biết bao thế hệ từ 8X, 9X thậm chí là 10X không chỉ bởi nội dung dễ thương, hấp dẫn mà còn ẩn chứa nhiều bài học nhẹ nhàng về tình bạn và tình cảm gia đình. Thế nhưng bạn có biết được hết những sự thật về chú mèo u đáng yêu này? Đầu tiên là ý nghĩa của tên Doraemon. Doraemon là cái tên được ghép từ hai chữ Dora là tên viết tắt của Doraneko, có nghĩa là con mèo hoang. Còn Imon là hậu tố được sử dụng trong tên của người Nhật ở thế kỷ trước. Điều này có nghĩa Doraemon là chú mèo máy bị lỗi, vì không có tiền nên Sewashi mới mua lại chú mèo ú ở nhà máy. Tiếp theo là con số 1293. 1293 là con số may mắn của Doraemon bởi vì chú mèo ú này có mã sản xuất là MS903, chiều cao là 129,3 cm, nặng 129,3 kg, mạnh 129,3 mã lực, vòng đầu 129,3 cm, có thể chạy với vận tốc 129,3 km/h, nhảy cao 129,3 cm khi gặp nguy hiểm. Chưa hết, sinh nhật của chú mèo máy này là ngày 3 tháng 9 năm 2012. Thực chất thì họa sĩ Fujiko đã cố tình gắn các đặc điểm thông tin của Doraemon với con số 1293 cho dễ nhớ và tạo sự đặc biệt. Và cuối cùng là Doraemon vô cùng đào hoa. Không những Nobita có crush mà chú mèo ú của chúng ta cũng đào hoa không kém khi có tận 3 cô người yêu mèo xinh xắn. Trước khi đến với thời đại của Nobita, Nurameako và Doraemon đã có khoảng thời gian hẹn hò bạn đồng với nhau, nhưng cô đã chia tay Doraemon trong một lần chú bị chuột cắn mất đôi tai. Sau khi đến với Nobita, Doraemon bắt đầu hẹn hò với Michan. Chúng ta thường xuyên bắt gặp cảnh cặp gà bông này hẹn hò với nhau. Thế nhưng trong một lần lạc vào vương quốc chó mèo, Doraemon lại đem lòng si mê cô ca sĩ mèo Sami. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn phải đường ai nấy đi do Doraemon và những người bạn của mình phải quay trở về mốc thời gian của họ.